Vũ xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Được gặp lại trong lòng cô Vũ cảm thấy rất là vui. Vũ xin chúc cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Nhớ đăng ký kênh cô Vũ để nhận thông báo mới nhất về video nhé. Hôm nay tiếp tục với tàu ghe qua cống bể cửa, mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Từ thôi chăn nhau quá. Không nổi rồi, yếu quá.
về lái luôn à, lái về quá rồi. Ủa bên kia hết nghe rồi.